Hôm nay là ngày 6 tháng N tháng 3 năm 2017, toàn dân tộc cả nước Việt Nam đều tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh là đảng tội đồ của Tổ quốc dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản hút máu đồng bào, ăn lương của dân, bảo vệ đất nước mà đưa nhân dân đến chiến trường Campuchia cho dân tộc Việt Nam, chiến sĩ Việt Nam chết bao nhiêu triệu người. Tại sao giờ này đất nước Việt Nam bị Trung Quốc xâm lăng dày đạp, từ nồi cơm mảnh áo, từ tổ quốc, từ bao nhiêu anh linh hy sinh vì Hoàng Sa Trường Sa mà Đảng Cộng sản nên phá hoại tất cả các lịch sử đáng nêu của Việt Nam. Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh ác với dân, hèn với giặc. Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Trọng không phải là con người lang tâm như thú thiếu lông, chớ treo cửa miệng trong lòng gươm đau. Bảo vệ tổ quốc, lấy tiền của dân, đóng thuế gia tăng, đảng ăn mà đảng không bảo vệ. Khi Trung Quốc đem vàng khoan xâm lược cướp nước Việt Nam mà Đảng Cộng sản kêu toàn ngư dân đưa tay lưới với mình không, nồi cơm chách cá để bám biển, còn đạn dược vũ khí tiền của dân Đảng Cộng sản lấy ăn hết rồi, hút máu hết rồi, giờ này dân tộc Việt Nam đã bị xâm lược mà không có đảng ra cứu vớt. Đảng biểu dân đưa lưng đưa lưới ra ngoài bám biển. Vậy tội ác của Đảng Cộng sản có phải là phản quốc, phản dân tộc không? Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cướp hết tất cả các quyền dân chủ, các quyền tự do, cướp hết tất cả các quyền của tôn giáo. Họ chưa đủ tàn nhẫn dã man, học theo đạo đức giả của Hồ Chí Minh tàn bạo. Họ cướp luôn tất cả tài sản, ruộng vườn, tài sản nhà cửa, đất đai, xe tàu. Cái nào nếu dân có là có mặt Đảng Cộng sản cướp. Toàn thể nhân dân đứng lên tiếng nói dân chủ đủ điều kiện theo hiến pháp thì bị Đảng Cộng sản Việt Nam chụp nhận phủ đầu, bắt đưa vô nhà tù, bắt đánh, bắt hành hạ và phân biệt đối xử trù dập với mọi điều kiện lớn nhỏ. Luôn cả nước, toàn tôn giáo, toàn dân tộc bị những sự đàn áp, sự tiêu diệt của Đảng Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam. Giờ này dân tộc Việt Nam sẽ tố cáo Đảng Cộng sản tội ác của mấy chục năm qua đã làm nhà máy Formosa bán cho Trung Quốc, gây sự ô nhiễm trầm trọng, dân kéo lên thua, thì Đảng Cộng sản lại đánh đập toàn dân. Dân đòi điều gì chính đáng thì hoàn toàn bị hành động bằng giả man của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh. Đề nghị tòa án quốc tế và tất cả thế giới tự do làm ơn cứu cho toàn dân tộc Việt Nam được đứng lên, được dân chủ tự do. Tòa án quốc tế xử tên tội đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn xứng đáng làm con người mà cầm quyền dân tộc Việt Nam bằng giả man vô liêm sỉ như thế này. Bao nhiêu tội đó đủ xử Đảng Cộng sản. Đừng để dân tộc Việt Nam phải đổ máu, phải rách áo, rách vai, phải đổ máu với sự xuống tay tàn nhẫn giả man bán nước tội đồ Cộng sản Phú Trọng Hồ Chí Minh. Nếu ai bắt được tin này, số điện thoại 0919
848-059. Chúng tôi đấu tranh cho toàn dân tộc, không danh, không lợi, không tình, hy sinh đời mình để đòi hỏi tự do cho dân tộc ấm no, đừng bị bọn cướp đảng cộng sản tiêu diệt dân tộc. Điều này thế giới quan tâm, cực kỳ quan tâm đến nạn nhân tổ quốc Việt Nam. Số điện thoại 0919-848-059, đó là số điện thoại của dân tộc hiền thần Việt Nam. Tàn ác đối với dân tộc, hèn với giặc, bán nước, cướp hết tất cả các quyền con người, cướp luôn cả tài sản của nhân dân. Đề nghị tòa án quốc tế xử đảng cộng sản đúng luật để cho toàn dân được hưởng dân chủ tự do, cơm no áo ấm. Tố cáo đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh. Tố cáo đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh tội đồ, yêu mời đi ra khỏi nhà lãnh vực của tôi. Đi vô nhà tôi làm gì? Tố cáo đảng cộng sản Hồ Chí Minh là tên tội đồ, hèn với giặc, ác với dân, bán nước, bán dân, tiêu diệt loài người, cướp quyền dân chủ. Đề nghị tòa án quốc tế xử đảng cộng sản Hồ Chí Minh không xứng đáng lãnh đạo cầm quyền dân tộc Việt Nam, cho toàn thể Việt Nam được hưởng với cái quyền chính đáng của con người. Đảng cộng sản Hồ Chí Minh tàn ác tội đồ Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2017. Vì sự cùng đường cực kỳ nguy hiểm của toàn dân tộc Việt Nam đang mang gánh, toàn tôn giáo ở Việt Nam đã phải chịu khổ cùng toàn dân tộc của bao nhiêu chục năm qua. Vì sự tàn nhẫn dã man của đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh là tội đồ của tổ quốc dân tộc, đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh lừa đảo dân tộc và đại biệt toàn dân tộc, lo cho nước, lo cho dân, những tội ác phản tổ quốc, phản đồng bào của đảng cộng sản. Đảng cộng sản dân mần nuôi đảng mà đảng phản dân. Nói rằng tất cả các điều đảng lãnh đạo, đảng lo cho dân, mà bây giờ đảng cộng sản đã bán nước cho Trung Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa. Tố cáo này toàn dân tộc tố cáo đảng cộng sản. Bán hay không quý vị nghe theo bằng chứng. Vì đảo Hoàng Sa là đảo của dân tộc Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam, mà bị Trung Quốc xâm lược, chiếm cướp tất cả các tài nguyên, khai thác mỏ dầu, làm những điều tội ác đối với nhân dân, bán đất miền Trung để đập bể nồi cơm mảnh áo của toàn dân đất nước, phá hoại biển đảo, phá hoại vệ sinh biển đảo, lại là hút máu đồng bào. Đến khi Trung Quốc xâm lược thì tiền lương của dân đóng cho đảng bảo vệ tổ quốc, từ quân đội đến đảng cộng sản, không thấy đảng cộng sản đưa ra để đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Từ xưa tới nay lên ống truyền thanh đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương để gạt dân ăn lương của dân. Câu này là lừa đảo của bọn đảng cộng sản Hồ Chí Minh. Đến
bằng súng đạn mà xúi ngư dân tay lưới, mình không với thuyền tàu biểu ngư dân phải bám biển, bám bằng cái lưng, bám bằng cái đầu, bám bằng tay lưới để cho giặc đánh và giặc bắt. Đảng Cộng sản thụ đầu hèn với giặc mà ép với dân. Dân đâu có ăn lương của dân đâu mà biểu ngư dân ở các đảo phải ra bám biển. Điều này có chấp nhận được Đảng Cộng sản cầm quyền Tổ quốc Việt Nam hay không? Cướp tất cả các quyền dân chủ, các quyền tự do, các quyền tôn giáo, toàn quốc cả nước. Quyền dân chủ tự do, quyền tự do ngôn luận mà mở miệng lên nói thì họ đánh tội độc tài. Họ cho Việt Nam ngày 6 tháng 3 năm 2017 vì sự dân tộc ở nước Việt Nam bị Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh cướp hết tất cả các quyền tự do dân chủ, cướp tài sản của nhân dân, bán nước cho Trung Quốc, nhiễu hại chất độc trên Tổ quốc Việt Nam nhằm tiêu diệt sự sinh tồn tài nguyên của dân tộc, phá tan đi nồi cơm trách cá của cả miền Trung Nam Bắc, phản bao nhiêu hy sinh xương máu của chiến sĩ bảo vệ biển đảo Tổ quốc, những lưu hương để nhớ ngày tưởng niệm anh hùng Việt Nam hoàn toàn bị Đảng Cộng sản phá hoại. Tố cáo Đảng Cộng sản cướp tất cả các tài sản của nhân dân, bắt bỏ tù bao nhiêu nhà đấu tranh tiếng nói chân chính cho dân tộc. Tố cáo Đảng Cộng sản hút máu đồng bào dân tộc, từ máu sạch tới máu dơ, quơ không còn một điều chi thanh hay chột. Đảng Cộng sản nếu đò toàn dân tộc tố cáo lên như thế này, Đảng Cộng sản được quyền bình đẳng dân chủ tới đây để đối thoại và để minh chứng điều gì của dân tộc có bằng chứng của Đảng Cộng sản đã cướp. Nếu Đảng Cộng sản không cho người tới đây đối thoại, đó chính là Đảng Cộng sản là đảng tàn nhẫn dã man đối với dân tộc. Dân chủ đấu tranh, Đảng Cộng sản không chịu mặc quân phục cơ quan chức năng tới làm việc mà bận đồ giả dân côn đồ. Côn đồ là đảng, Đảng Cộng sản côn đồ. Tới đây xưng là thượng tá, xưng là trung tá làm việc với dân tộc đang tố cáo. Tôi đây đại diện dân tộc, hỏi anh là ai, anh là người nào? Ảnh giới thiệu ảnh là trung tá công an. Ảnh giới thiệu ảnh là tên Hài. Tôi hỏi bản tên anh đâu, cơ quan chức năng anh đâu, và bộ đồ của anh là Đảng Cộng sản cấp cho anh đâu. Nếu có anh mặc vô, còn không là anh ma đảng, anh là đảng cướp. Đứng dậy đi ngay, cho người Đảng Cộng sản chạy ngang nói cục cặc nè thả. Vậy thì cái văn hóa, cái trình độ cầm quyền lãnh đạo đất nước chỉ lấy con cặc lên làm văn hóa à? Nó chạy ngang đây bắt đầu nó ngừng lại chậm chậm. Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh nó nói con cặc nè thả. Vậy thì cái con cặc này là cái văn hóa, cái đầu óc của Nguyễn Phú Trọng và tội đồ Hồ Chí Minh dạy Đảng Cộng sản điều đối dân tộc như thế đó à? Không đấu thoại, nó giả côn đồ đây, nó bao vây, nó hăm bắt dân tộc xin lên tiếng. Chết thằng Dương Văn Thả này, còn triệu 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 người Dương Văn Thả khác vì dân tộc dân chủ. Tôi đấu tranh không danh không lợi không tình, hy sinh đời mình làm niềm vui cho dân tộc. Tôi nói với Đảng Cộng sản, giết tôi bằng nòng súng lưỡi lê còn chưa phê máu. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2017 vì sự cùng đường cực kỳ nguy hiểm của toàn dân tộc Việt Nam đang mang gánh, toàn tôn giáo ở Việt Nam đã phải
chịu khổ cùng toàn dân tộc của bao nhiêu chục năm qua, vì sự tàn nhẫn dã man của Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh là tội đồ của tổ quốc dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh lừa đảo dân tộc và đại biệt toàn dân tộc, lo cho nước, lo cho dân. Những tội ác phản tổ quốc, phản đồng bào của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản dân mần nuôi đảng mà đảng phản dân. Nói rằng tất cả các điều đảng lãnh đạo, đảng lo cho dân, mà bây giờ Đảng Cộng sản đã bán nước cho Trung Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa. Tố cáo này toàn dân tộc tố cáo Đảng Cộng sản. Bán hay không quý vị nghe theo bằng chứng. Vì đảo Hoàng Sa là đảo của dân tộc Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam, mà bị Trung Quốc xâm lược, chiếm cướp tất cả các tài nguyên, khai thác mỏ dầu, làm những điều tội ác đối với nhân dân, bán đất miền Trung để đập bể nồi cơm mảnh áo của toàn dân đất nước, phá hoại biển đảo, phá hoại vệ sinh biển đảo, lại là hút máu đồng bào. Đến khi Trung Quốc xâm lược thì tiền lương của dân đóng cho đảng bảo vệ tổ quốc, từ quân đội đến Đảng Cộng sản, không thấy Đảng Cộng sản đưa ra để đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Từ xưa tới nay lên ống tiền tân đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương để gạt dân ăn lương của dân. Câu này là lừa đảo, lừa đảo của bọn Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến khi Trung Quốc tới, Đảng Cộng sản cầm súng đạn mà xúi ngư dân tay lưới mình không với thuyền tàu, biểu ngư dân phải bám biển, bám bằng cái lưng, bám bằng cái đầu, bám bằng tay lưới để cho giặc đánh và giặc bắt. Đảng Cộng sản thuộc đầu, hèn với giặc mà ác với dân. Dân đâu có ăn lương của dân đóng mà biểu ngư dân ở các đảo phải ra bám biển. Điều này có chấp nhận được Đảng Cộng sản cầm quyền tổ quốc Việt Nam hay không? Cướp tất cả các quyền dân chủ, các quyền tự do, các quyền tôn giáo, toàn quốc cả nước, quyền dân chủ tự do, quyền tự do ngôn luận mà mở miệng lên nói thì họ đánh tội, độc tài, họ cho. Đúng rồi, tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và muốn cầm những hành động như trên. Đó. Đây là nhớ là anh chọi vô nhà đấu tranh dân chủ để anh tiêu diệt nhà đấu tranh dân chủ. Ai bước vô tới nhà tôi khóa lớn, tôi được quyền bảo vệ bằng mọi cách. Ở đây tôi không nói đến một người nào, tôi đòi hỏi quyền dân chủ cho toàn dân tộc cả nước. Ở đây đó tôi không sợ một ai đâu. Dân tộc, dân chủ không sợ một thằng đảng cướp đòi, đừng có hư. Giờ mấy chú công an tới đây để làm gì? Nói. Ông trưởng đảng nhà nước, ông gây rối trật tự, nói con cầm, rồi giờ mời ông xuống cơ quan công an xã, ông trao đổi ông xuống việc. Ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh tàn nhẫn dã man đối với dân tộc, ác với dân, hèn với giặc. Đang tố cáo những điều phản quốc, phản dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh.
và cầu cứu để cho nhân quyền, dân chủ, tự do. Đảng Cộng sản không còn cướp. Ở đây không còn tin Đảng Cộng sản. Đừng tới đây để làm việc, đừng mời chi cả. Tôi nín thì để cho tôi nín đi. Ha, bữa nay tôi nghỉ mệt, nín để cho nín thì đừng lại đây chọc. Nha, tôi không còn tin Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, cơ quan mất giá trị đối với dân chủ. Không có trao đổi, Đảng Cộng sản không còn niềm tin. Không, ở đây không đi và không tin Đảng Cộng sản. Dạ, không có trao đổi, Đảng Cộng sản là bất công, không có gì phải trao đổi hết á. Thấy không? Tức là tôi đã tố cáo các ông lên tòa án quốc tế. Đảng Cộng sản nên coi coi những tố cáo điều gì có đúng hay sai. À, bữa nay tôi nghỉ mệt, đừng có lại đây chọc tôi. Có gì làm gì đâu mà mệt. Ờ, thì bây giờ tôi đã nói toàn dân tộc Việt Nam không còn tin Đảng Cộng sản. Rồi đừng có mời, mời cũng không đi. Vì đâu còn tin Đảng lo cho dân đâu nữa mà đi. Vậy là chú không có nhận cái thư mời này phải không? Không có cái gì mà Đảng Cộng sản còn giá trị đối với nhân dân trong nước Việt Nam. Đảng Cộng sản không còn giá trị nói tiếng Việt Nam, hiểu chưa? Đảng Cộng sản tàn nhẫn với dân, không còn giá trị đối với nhân dân, kể từ đây không còn tin Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản mất quyền, vi phạm hiến pháp của quốc tế mà Đảng Cộng sản đã ký. Biết chưa? Đừng có bày đặt. Lo thờ ơ, thôi đi mày ơ. Hồi đó đó gia đình tao nuôi ông nội mày, mà giờ đó là tụi mày còn phản nữa. Phản là ác với dân, hèn với giặc. Ăn lương của dân mà lỡ là phản dân. Ông nội của mày hồi đó đó ở dưới ghe này, ông nội tao nuôi biết bao nhiêu tháng không? Xong phản. Đảng Cộng sản phản dân mà lừa đảo nhân dân. Em để em đi, đừng có mờ méo gì chân. Đảng Cộng sản không còn quyền đối với tự do dân chủ. Lo gì? Tao êm mà để cho tao êm đi, đừng có chọc một lát tao nói lên hết trơn cái Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh làm sai đối với dân á. Nghỉ mệt. Thì Đảng Cộng sản ăn mà tới khi nào mà Trung Quốc xâm lăng thì biểu dân ra bám biển. Biểu dân ra bám biển, Đảng Cộng sản gì mà lại hút máu của đồng bào. Hả? Vậy. Nghỉ mệt rồi. Alo. Quy tình của toàn dân, toàn tôn giáo ở trong nước và sự hy sinh đổ máu của toàn thể quý vị, tôi tuôn giọt nước mắt từng cơn khi thật thấy được sự đau khổ tàn ác của dã man. Luôn cả đời của tôi xin nguyện hy sinh chết vì dân tộc, chết vì tổ quốc, mà chúng tôi đành phải chịu với một cái tay cường cướp là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cướp quyền con người, nó cướp luôn cả sự sống, nó cướp luôn cả tài sản, nó phản dân, phản đảng và phản tất cả những người nói chung chính. Như vậy thì chẳng những như nó phản, nó cướp nước xong rồi, cả bốn tên đầu sỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chống hai tay lên trên giấy mực, quỳ gối, le lưỡi, tới đến Tàu Cộng, bắt cầu cho Tàu Cộng phản quốc của nước Việt Nam. Vì sự Đảng Cộng sản phản quốc nước Việt Nam
còn phải le lưỡi, chống hai tay lên trên ghế ngực, quỳ đầu gối xuống, đưa lưỡi vào tàu cộng để sang cướp nước Việt Nam, gây chất độc Formosa để làm tiêu diệt sự sinh tồn của loài người. Như vậy, bao nhiêu đây, họ cướp tất cả quyền dân chủ trên nước Việt Nam, họ cướp luôn cả nước Việt Nam, họ bán máu tổ tiên ông cha chúng ta trên chiến trường. Mà bây giờ họ còn tiếp tục le lưỡi bắt cầu tàu cộng đến nước Việt Nam để tiêu diệt nước Việt Nam. Vậy thì tôi tin chắc rằng họ không cướp được công quyền liên hệ của quốc tế, họ không cướp được nhân quyền mà chính họ Đảng Cộng sản đã ký nhân quyền trên hội quốc tế. Vì nhờ hội quốc tế sẽ tiếp tục ra tay bắt tên tội cướp, đưa lên tòa án quốc tế xử để cho con người Việt Nam chúng tôi được rạng ngời, sánh vai làm con người có nụ cười với năm châu, một điều tối tầm quan trọng đoàn kết bất khả phân của nhân loại. Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng và lội ngược dòng lịch sử nhân loại, làm phá tan phản giống buông nòi sẽ làm sự đau khổ cho toàn dân. Sự gửi Facebook này đến hội Duyên Hồng và cho đến và tiếng nói và đáp lời sông núi và cho tất cả và Đào Minh Quân, tất cả thế giới đều giúp đỡ và tố cáo Đảng Cộng sản cổng tất cả các sự giặc ngoại xâm là Trung Quốc bằng cách le lưỡi hạ họng đưa tàu cộng đến nước Việt Nam. Toàn dân chúng tôi quá khổ cùng đường, nhờ tòa án quốc tế lật tan chính của Đảng Cộng sản tàn ác cướp quyền dân chủ, cướp tài sản phản nước, đưa lên quốc tế xử Đảng Cộng sản, cho Đảng Cộng sản không còn quyền thì tự dân chủ hiển lộ. Xin cúi đầu cầu ý này nhờ sự đoàn kết bất khả phân toàn dân tộc và tất cả từ quốc nội và đến quốc ngoại và hải ngoại giúp đỡ, cầu đến quốc tế tin chắc rằng Đảng Cộng sản không cướp được công quyền quốc tế hợp pháp, hiến pháp, nhân quyền. Chính Việt Nam đã thò đầu vô ký, cúi đầu thành thật cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Dương Văn Thả, sinh năm 1969, ấp Diễn Định, xã Diễn Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam. Hôm nay chúng tôi lên viết này để toàn dân từ quốc nội và dân ở ngoại quốc và để thống nhất hội dự hội Diên Hồng xin cầu dân ý, vì tất cả mọi dân tộc kể từ trong và ngoài nước bị Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng một cường quyền đàn áp, cướp hết tất cả từ tôn giáo đến quyền con người dân chủ và cướp luôn tất cả các tài sản của toàn dân và cướp luôn tất cả sự sống, tiêu diệt loài người. Vậy nay chúng tôi xin trưng cầu dân ý, vừa qua tôi thấy tất cả sự tổ chức để đấu tranh dân chủ hết sức là xứng đáng, quang minh bất diệt, vì từ quốc nội cho đến tất cả các kiều bào ở quốc ngoại, hải ngoại sẽ có sự cộng tác nuôi dòng máu một con tim dân chủ bất diệt, vì sự hy sinh của tất cả quý vị từ tài sản của vật chất, tinh thần vô bờ của toàn thể quý vị từ nhỏ đến lớn, 54 dân tộc anh em cả nước đều hoàn toàn chung lo với nhau phát hiện được Đảng Cộng sản tàn ác dã man đối với toàn dân trong nước. Từ năm 1975 trở về sau đã phát hiện được tàn ác rồi, nhưng sự đấu tranh, sự đòi hỏi lên hoàn toàn bị Đảng Cộng sản cướp hết tất cả các quyền, không ai ngóc lên nổi từ xưa tới nay. Tôi xét thấy về sự bằng chứng của Đảng Cộng sản, luật pháp Việt Nam xử yêu cầu một người có một điều tội đủ tang vật chứng cứ là đủ xử tội người đó từ tù bao nhiêu năm đến tù nhục hình. Đảng Cộng sản tàn nhẫn dã man còn xử những người không có tội mà phải tự đặt tội cho mọi người, điều 258 và điều 88 và điều 79 gắn tội cho mọi người bằng cách phi pháp, họ còn gắn tội xử được.
trong đó có tôi phạm điều 258 họ tự đặt quyền dân chủ. Và xin thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có nhã ý đến sự thống nhất của toàn thể dân tộc nói lên tiếng nói dân chủ bất diệt, thì điều này hết sức là xứng đáng cộng tác tất cả mọi mặt, và mọi ý kiến nhỏ lớn của mọi người đều đóng góp cho dân chủ, nuôi sống hồi sinh dân chủ tại nước Việt Nam mà bị Đảng Cộng sản tàn nhẫn dã man. Nay tôi thấy Đảng Cộng sản cướp hết tất cả các quyền để sự sống của con người, thì con người không còn để sự sống và tiêu diệt ở tương lai. Vậy nay tôi xin mời quý vị sẽ xem tiếp về phần 2 bắt đầu. Đảng Cộng sản không còn giá trị nói tiếng Việt Nam, hiểu chưa? Đảng Cộng sản tàn nhẫn với dân, không còn giá trị đối với nhân dân, kể từ đây không còn tin Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản mất quyền, vi phạm hiến pháp của quốc tế mà Đảng Cộng sản đã ký, biết chưa? Đừng có bày đặt. Lo thờ gơ thôi đi mày ơi. Hồi đó đó gia đình tao nuôi ông nội mày, mà giờ là tụi mày còn phản nữa. Phản là ác với dân, hèn với giặc. Ăn lương của dân mà lỡ là phản dân. Ông nội của mày hồi đó đó ở dưới ghe này, ông nội tao nuôi biết bao nhiêu tháng không? Sao ông phản? Đảng Cộng sản phản dân mà lừa đảo nhân dân. Êm để êm đi, đừng có mờ méo gì chân. Đảng Cộng sản không còn quyền đối với tự do dân chủ. Lo gì? Tao êm mà, để cho tao êm đi. Đừng có chọc một lát, tao nói lên hết trơn cái Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh làm sai đối với dân á. Nghỉ mệt. Thì Đảng Cộng sản ăn, mà tới khi nào mà Trung Quốc xâm lăng thì biểu dân ra bám biển. Biểu dân ra bám biển, Đảng Cộng sản gì mà lại hút máu của đồng bào. Hả? Vậy. Nghỉ mệt rồi. Alo. Quy tình của toàn dân, toàn tôn giáo ở trong nước và sự hy sinh đổ máu của toàn thể quý vị, tôi tuôn giọt nước mắt từng cơn khi thật thấy được sự đau khổ tàn ác của dã man. Luôn cả đời của tôi xin nguyện hy sinh chết vì dân tộc, chết vì tổ quốc, mà chúng tôi đành phải chịu với một cái tay cường cướp là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cướp quyền con người, nó cướp luôn cả sự sống, nó cướp luôn cả tài sản, nó phản dân, phản đảng và phản tất cả những người nói chung chính. Như vậy thì chẳng những như nó phản, nó cướp nước xong rồi, cả bốn tên đầu sỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chống hai tay lên trên giấy mực, quỳ gối, le lưỡi, tớ đến Tàu Cộng, bắt cầu cho Tàu Cộng phản quốc của nước Việt Nam. Vì sự Đảng Cộng sản phản quốc nước Việt Nam còn phải le lưỡi, chống hai tay lên trên giấy mực, quỳ đầu gối xuống, đưa lưỡi vào Tàu Cộng để sang cướp nước Việt Nam, gây chất độc Formosa để làm tiêu diệt sự sinh tồn của loài người. Như vậy bao nhiêu đây, họ cướp tất cả quyền dân chủ trên nước Việt Nam, họ cướp luôn cả nước Việt Nam, họ bán máu tổ tiên ông cha chúng ta trên chiến trường, mà bây giờ họ còn tiếp tục le lưỡi bắt cầu Tàu Cộng đến nước Việt Nam để tiêu diệt nước Việt Nam. Vậy thì tôi tin chắc rằng họ không cướp được công quyền liên hệ của quốc tế, họ không cướp được nhân quyền mà chính họ Đảng Cộng sản đã ký nhân quyền trên hội quốc tế. Vì nhờ hội quốc tế sẽ tiếp tục ra tay bắt tên tội cướp, đưa lên tòa án quốc tế xử để cho con người Việt Nam chúng tôi được rạng ngời, sánh vai làm con người có nụ cười với năm châu, một điều tối tầm
quan trọng đoàn kết bất khả phân của nhân loại. Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng và lội ngược dòng lịch sử nhân loại, làm phá tan, phản giống, buông nòi sẽ làm sự đau khổ cho toàn dân. Sự gửi Facebook này đến hội Diên Hồng và cho đến và tiếng nói và đáp lời sông núi và cho tất cả và đầu Minh Quân tất cả thế giới đều giúp đỡ và tố cáo Đảng Cộng sản cổng tất cả các sự giặc ngoại xâm là Trung Quốc bằng cách le lưỡi hạ họng đưa Tàu Cộng đến nước Việt Nam. Toàn dân chúng tôi quá khổ khùng lường, nhờ tòa án quốc tế lật tan chính của Đảng Cộng sản, tàn ác cướp quyền dân chủ, cướp tài sản phản nước, đưa lên quốc tế xử Đảng Cộng sản, cho Đảng Cộng sản không còn quyền, thì tự dân chủ hiển lộ, xin cúi đầu cầu ý này nhờ sự đoàn kết bất khả phân toàn dân tộc và tất cả từ quốc nội và đến quốc ngoại và hải ngoại giúp đỡ, cầu đến quốc tế tin chắc rằng Đảng Cộng sản không cướp được công quyền quốc tế hợp pháp, hiến pháp, nhân quyền chính Việt Nam. Bán đất miền Trung để đập bể nồi cơm mảnh áo của toàn dân đất nước, phá hoại biển đảo, phá hoại vệ sinh biển đảo, lại là hút máu đồng bào. Đến khi Trung Quốc xâm lược thì tiền lương của dân đóng cho Đảng bảo vệ tổ quốc từ quân đội đến Đảng Cộng sản, không thấy Đảng Cộng sản đưa ra để đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Từ xưa tới nay lên ống tiền tăng đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương để gạt dân ăn lương của dân. Câu này là lừa đảo, lừa đảo của bọn Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến khi Trung Quốc tới, Đảng Cộng sản cầm súng đạn mà xúi ngư dân tay lưới, mình không với thuyền tàu biểu ngư dân phải bám biển, bám bằng cái lưng, bám bằng cái đầu, bám bằng tay lưới để cho giặc đánh và giặc bắt. Đảng Cộng sản thụt đầu, hèn với giặc mà ép với dân. Dân đâu có ăn lương của dân đóng mà biểu ngư dân ở các đảo phải ra bám biển. Điều này có chấp nhận được Đảng Cộng sản cầm quyền tổ quốc Việt Nam hay không? Cướp tất cả các quyền dân chủ, các quyền tự do, các quyền tôn giáo, toàn quốc cả nước, quyền dân chủ tự do, quyền tự do ngôn luận mà mở miệng lên nói thì họ đánh tội, độc tài, họ cho. Đúng rồi, tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và muốn cầm những hành động như trên. Đó. Đây là nhớ là anh chọi vô nhà đấu tranh dân chủ để anh tiêu diệt nhà đấu tranh dân chủ. Ai bước vô tới nhà tôi khóa lớn, tôi được quyền bảo vệ mọi quốc. Ở đây tôi không nói đến một người nào, tôi đòi hỏi quyền dân chủ cho toàn dân tộc cả nước. Ở đây đó tôi không sợ một ai đâu. Dân tộc, dân chủ không sợ một thằng đảng cướp nào hết. Giờ mấy chú công an tới đây để làm gì? Nói. Ông trưởng đảng nhà nước, ông gây rối trật tự, nói con cầm, bây giờ mời ông xuống cơ quan công an xã, ông trao đổi ông xuống việc. Ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh tàn nhẫn dã man, đối với dân tộc, ác với dân, hèn với giặc, đang tố cáo những điều phản quốc, phản dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và cầu cứu
để cho nhân quyền, dân chủ, tự do. Đảng Cộng sản không còn cướp. Ở đây không còn tin Đảng Cộng sản. Đừng tới đây để làm việc, đừng mời chi cả. Tôi nín thì để cho tôi nín đi. Ha, bữa nay tôi nghỉ mệt, nín để cho nín thì đừng lại đây chọc. Nghe, tôi không còn tin Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, cơ quan mất giá trị đối với dân chủ. Không có trao đổi, Đảng Cộng sản không còn niềm tin. Không, ở đây không đi và không tin Đảng Cộng sản. Dạ, không có trao đổi, Đảng Cộng sản là bất công, không có gì phải trao đổi hết á. Thấy không? Tức là tôi đã tố cáo các ông lên tòa án quốc tế. Đảng Cộng sản nên coi coi những tố cáo điều gì có đúng hay sai. À, bữa nay tôi nghỉ mệt, đừng có lại đây chọc tôi. Có gì làm gì đâu mà mệt. Ờ, thì bây giờ tôi đã nói toàn dân tộc Việt Nam không còn tin Đảng Cộng sản. Giờ đừng có mời, mời cũng không đi. Vì đâu còn tin Đảng lo cho dân đâu nữa mà đi. Vậy là chú không có nhận cái thư mời này phải không? Không có cái gì mà Đảng Cộng sản còn giá trị đối với nhân dân trong nước Việt Nam. Quyền dân chủ tự do, quyền tự do ngôn luận mà mở miệng lên nói thì họ đánh tội độc tài. Họ cho Việt Nam ngày 6 tháng 3 năm 2017 vì sự dân tộc ở nước Việt Nam bị Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh cướp hết tất cả các quyền tự do dân chủ, cướp tài sản của nhân dân, bán nước cho Trung Quốc, nhiễu hại chất độc trên tổ quốc Việt Nam nhằm tiêu diệt sự sinh tồn tài nguyên của dân tộc, phá tan đi nồi cơm trách cá của cả miền Trung Nam Bắc, phản bao nhiêu hy sinh xương máu của chiến sĩ bảo vệ biển đảo tổ quốc, những lưu hương để nhớ ngày tưởng niệm anh hùng Việt Nam hoàn toàn bị Đảng Cộng sản phá hoại. Tố cáo Đảng Cộng sản cướp tất cả các tài sản của nhân dân, bắt bỏ tù bao nhiêu nhà đấu tranh tiếng nói chân chính cho dân tộc. Tố cáo Đảng Cộng sản hút máu đồng bào dân tộc, từ máu sạch tới máu dơ, quơ không còn một điều chi thanh hay chuột. Đảng Cộng sản nếu đò toàn dân tộc tố cáo lên như thế này, Đảng Cộng sản được quyền bình đẳng dân chủ tới đây để đối thoại và để minh chứng điều gì của dân tộc có bằng chứng của Đảng Cộng sản đã cướp. Nếu Đảng Cộng sản không cho người tới đây đối thoại, đó chính là Đảng Cộng sản là đảng tàn nhẫn dã man đối với dân tộc. Dân chủ đấu tranh, Đảng Cộng sản không chịu mặc quân phục, cơ quan chức năng tới làm việc mà bận đồ giả dân côn đồ. Côn đồ là đảng, Đảng Cộng sản côn đồ. Tới đây xưng là thượng tá, xưng là trung tá làm việc với dân tộc đang tố cáo. Tôi đây đại diện dân tộc, hỏi anh là ai, anh là người nào? Anh giới thiệu anh là trung tá công an. Anh giới thiệu anh là tên hài. Tôi hỏi bản tên anh đâu, cơ quan chức năng anh đâu, và bộ đồ của anh là Đảng Cộng sản cấp cho anh đâu. Nếu có anh mặc vô, còn không là anh ma đảng, anh là đảng cướp. Đứng dậy đi ngay, cho người Đảng Cộng sản chạy ngang, nói cục cặc nè thả. Vậy thì cái văn hóa, cái trình độ cầm quyền lãnh đạo đất nước, chỉ lấy con cặc lên làm văn hóa à. Nó chạy ngang đây, bắt đầu nó ngừng lại chậm chậm. Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh, nó nói cục cặc nè thả. Vậy thì cái con cặc này là cái văn hóa, cái đầu óc
của Nguyễn Phú Trọng về tội đồ Hồ Chí Minh dạy đảng cộng sản điều đấu dân tộc như thế đó à? Không đấu thoại, nó giả côn đồ đây, nó bao vây, nó hăm bắt dân tộc xin lên tiếng. Chết thằng Dương Văn Thả này, còn triệu 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 người Dương Văn Thả khác vì dân tộc dân chủ. Tôi đấu tranh không danh không lợi không tình, hy sinh đời mình làm niềm vui cho dân tộc. Tôi nói với đảng cộng sản, giết tôi bằng nòng súng lưỡi lê còn chưa phê máu. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2017, vì sự cùng đường cực kỳ nguy hiểm của toàn dân tộc Việt Nam đang mang gánh, toàn tôn giáo ở Việt Nam đã phải chịu khổ cùng toàn dân tộc của bao nhiêu chục năm qua, vì sự tàn nhẫn dã man của đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh là tội đồ của tổ quốc dân tộc, đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh lừa đảo dân tộc và đại biệt toàn dân tộc, lo cho nước lo cho dân, những tội ác phản tổ quốc phản đồng bào của đảng cộng sản. Đảng cộng sản dân mần nuôi đảng mà đảng phản dân, nói rằng tất cả các điều đảng lãnh đạo đảng lo cho dân, mà bây giờ đảng cộng sản đã bán nước cho Trung Quốc Trường Sa Hoàng Sa. Tố cáo này toàn dân tộc tố cáo đảng cộng sản. Bán hay không quý vị nghe theo bằng chứng, vì đảo Hoàng Sa là đảo của dân tộc Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam, mà bị Trung Quốc xâm lược chiếm cướp tất cả các tài nguyên, khai thác mỏ dầu, làm những điều tội ác đối với nhân dân. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2017, toàn dân tộc cả nước Việt Nam đều tố cáo đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh là đảng tội đồ của tổ quốc dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản hút máu đồng bào, ăn lương của dân, bảo vệ đất nước, mà đưa nhân dân đến chiến trường Campuchia, cho dân tộc Việt Nam, chiến sĩ Việt Nam chết bao nhiêu triệu người. Tại sao giờ này đất nước Việt Nam bị Trung Quốc xâm lăng dài đạp, từ nồi cơm mảnh áo, từ tổ quốc, từ bao nhiêu anh linh hy sinh vì Hoàng Sa Trường Sa, mà đảng cộng sản nên phá hoại tất cả các lịch sử đáng nêu của Việt Nam. Đảng cộng sản Hồ Chí Minh ác với dân, hèn với giặc. Đảng cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Trọng không phải là con người lang tâm như thú thiếu lông, chớ treo cửa miệng trong lòng gươm đau. Bảo vệ tổ quốc, lấy tiền của dân, đóng thuế gia tăng, đảng ăn mà đảng không bảo vệ. Khi Trung Quốc đem vàng khoan xâm lược cướp nước Việt Nam, mà đảng cộng sản kêu toàn ngư dân đưa tay lưới với mình không, nồi cơm chách cá để bám biển, còn đạn dược vũ khí tiền của dân đảng cộng sản lấy ăn hết rồi, hút máu hết rồi. Giờ này dân tộc Việt Nam đã bị xâm lược mà không có đảng ra cứu vớt, đảng biểu dân đưa lưng đưa lưới ra ngoài bám biển. Vậy tội ác của đảng cộng sản có phải là phản quốc phản dân tộc không? Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cướp hết tất cả các quyền dân chủ, các quyền tự do, cướp hết tất cả các quyền của tôn giáo,
họ chưa đủ tàn nhẫn dã man học theo đạo đức giả của Hồ Chí Minh tàn bạo. Họ cướp luôn tất cả tài sản, ruộng vườn, tài sản nhà cửa, đất đai, xe tàu. Cái nào nếu dân có là có mặt đảng Cộng sản cướp. Toàn thể nhân dân đứng lên tiếng nói dân chủ đủ điều kiện theo hiến pháp thì bị đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận phủ đầu, bắt đưa vô nhà tù, bắt đánh, bắt hành hạ và phân biệt đối xử trù dập với mọi điều kiện lớn nhỏ, luôn cả nước, toàn tôn giáo, toàn dân tộc bị những sự đàn áp, sự tiêu diệt của đảng Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam. Giờ này dân tộc Việt Nam sẽ tố cáo đảng Cộng sản tội ác của mấy chục năm qua đã làm nhà máy Formosa bán cho Trung Quốc, gây sự ô nhiễm trầm trọng, dân kéo lên thưa, thì đảng Cộng sản lại đánh đập toàn dân. Dân đòi điều gì chính đáng thì hoàn toàn bị hành động bằng giả man của đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh. Đề nghị tòa án quốc tế và tất cả thế giới tự do làm ơn cứu cho toàn dân tộc Việt Nam được đứng lên, được dân chủ tự do. Tòa án quốc tế xử tên tội đồ của đảng Cộng sản Việt Nam không còn xứng đáng làm con người mà cầm quyền dân tộc Việt Nam bằng giả man vô liêm sỉ như thế này. Bao nhiêu tội đó đủ xử đảng Cộng sản. Đừng để dân tộc Việt Nam phải đổ máu, phải rách áo, rách vai, phải đổ máu với sự xuống tay tàn nhẫn giả man bán nước tội đồ Cộng sản phú trọng Hồ Chí Minh. Nếu ai bắt được tin này, số điện thoại 0919 848 059, chúng tôi đấu tranh cho toàn dân tộc, không danh không lợi không tình, hy sinh đời mình để đòi hỏi tự do cho dân tộc ấm no, đừng bị bọn cướp đảng Cộng sản tiêu diệt dân tộc. Điều này thế giới quan tâm, cực kỳ quan tâm đến nạn nhân tổ quốc Việt Nam. Số điện thoại 0919 848 059, đó là số điện thoại của dân tộc hiền thần Việt Nam. Tàn ác đối với dân tộc, hèn với giặc, bán nước, cướp hết tất cả các quyền con người, cướp luôn cả tài sản của nhân dân. Đề nghị tòa án quốc tế xử đảng Cộng sản đúng luật để cho toàn dân được hưởng dân chủ tự do, cơm no áo ấm. Tố cáo đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh. Tố cáo đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh tội đồ, yêu mời đi ra khỏi nhà lãnh vực của tôi. Đi vô nhà tôi làm gì? Tố cáo đảng Cộng sản Hồ Chí Minh là tên tội đồ, hèn với giặc, ác với dân, bán nước, bán dân, tiêu diệt mọi người, cướp quyền dân chủ. Đề nghị tòa án quốc tế xử đảng Cộng sản Hồ Chí Minh không xứng đáng lãnh đạo cầm quyền dân tộc Việt Nam, cho toàn thể Việt Nam được hưởng những cái quyền chính đáng của con người. Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh tàn ác tội đồ Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2017,
vì sự cùng đường cực kỳ nguy hiểm của toàn dân tộc Việt Nam đang mang gánh. Toàn tôn giáo ở Việt Nam đã phải chịu khổ cùng toàn dân tộc của bao nhiêu chục năm qua vì sự tàn nhẫn dã man của Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh là tội đồ của tổ quốc dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh lừa đảo dân tộc và đại biệt toàn dân tộc, lo cho nước, lo cho dân. Những tội ác phản tổ quốc, phản đồng bào của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản dân mần nuôi đảng mà đảng phản dân. Nói rằng tất cả các điều đảng lãnh đạo, đảng lo cho dân, mà bây giờ Đảng Cộng sản đã bán nước cho Trung Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa. Tố cáo này toàn dân tộc tố cáo Đảng Cộng sản. Bán hay không quý vị nghe theo bằng chứng. Vì đảo Hoàng Sa là đảo của dân tộc Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam, mà bị Trung Quốc xâm lược, chiếm cướp tất cả các tài nguyên, khai thác mỏ dầu, làm những điều tội ác đối với nhân dân, bán đất miền Trung để đập bể nồi cơm mảnh áo của toàn dân đất nước, phá hoại biển đảo, phá hoại vệ sinh biển đảo, lại là hút máu đồng bào. Đến khi Trung Quốc xâm lược thì tiền lương của dân đóng cho đảng bảo vệ tổ quốc, từ quân đội đến Đảng Cộng sản, không thấy Đảng Cộng sản đưa ra để đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Từ xưa tới nay lên ống tiền thân đánh tan tàu giặc giữ gìn quê hương để gạt dân ăn lương của dân. Câu này là lừa đảo, lừa đảo của bọn Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến khi Trung Quốc tới, Đảng Cộng sản cầm súng đạn mà xúi ngư dân tay lưới, mình không với thuyền tàu, biểu ngư dân phải bám biển, bám bằng cái lưng, bám bằng cái đầu, bám bằng tay lưới để cho giặc đánh và giặc bắt. Đảng Cộng sản thuộc đầu, hèn với giặc mà ác với dân. Dân đâu có ăn lương của dân đâu mà biểu ngư dân ở các đảo phải ra bám biển. Điều này có chấp nhận được Đảng Cộng sản cầm quyền tổ quốc Việt Nam hay không? Cướp tất cả các quyền dân chủ, các quyền tự do, các quyền tôn giáo, toàn quốc cả nước